còn gần gòn nữa nè. Ở đây thì ngay cái đầu dưới đây thì có được một quá chừng là cắt dài dài lên nè, cũng dính mấy cái thanh bươi dữ lắm nha các bạn. Dưới đây thì nó bị kẹt cái thanh bươi rồi quá. Kẹt cái họng. Hai chiếc máy cắt mà có một chiếc máy cọ à. Đất này nhỏ mà cũng không có bự nè. Đúng rồi.
khá dạt lên đó các bạn ơi, nó né cái sòng bơm phía trước bên kia ra nữa ha. Nước của bên đó thì sập quá chừng sập, anh đang khá dạt xuống luôn rồi. Những ngày qua thì mưa rất là nhiều nha các bạn, cho nên bây giờ thì nắng lại, mới có anh hạnh nắng là tranh thủ cắt cho rồi ha. Anh đang cắt cái khúc lúa sập chỗ đó qua này, chắc bà chủ ruộng ra coi quá. Dài xuống mé bờ dưới luôn rồi. Các bạn thấy ở trên cái mé bờ trên đây thì còn một máy cắt nữa nè, máy cắt máy kéo nè, mà chưa có di chuyển xuống dưới đây cắt nè, chờ xíu nữa là gấu gáo mới xuống cắt nha các bạn. Rồi dính thanh bươi kìa. Đứng ở đây sập rồi, miếng cái bên nó đứng cũng đỡ ha. Rồi bên này con máy 70 hình như là đang mất lầy á vậy ta. Rồi các bạn ơi, bên đây con máy 70 nè. Bên này chắc không phải đang sang lúa qua cổ. Bên đó cắt cái mấy cái miếng bên đó là vuông tôm không đó nha các bạn. Dài dài đây, dài dài vô trọng máy cắt lúa, cắt vuông tôm rất là nhiều luôn á. Ủa,